Tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Quảng Thành tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Huỳnh Tiến Hội ở ấp Hiệp Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, là sĩ quan dự bị có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên nền đất của gia đình có diện tích hơn 80m², kết cấu tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch men, gồm một phòng khách, ba phòng ngủ, một phòng bếp và công trình phụ với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do thân nhân gia đình đóng góp thêm. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Đức và các đoàn thể địa phương trao tặng gia đình ông Huỳnh Tiến Hội một số vật dụng thiết yếu trong gia đình.